Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Iran đáp trả cáo buộc tấn công mạng vào chiến dịch ông Trump, chúng tôi không can thiệp. Bộ Ngoại giao Iran đã chính thức phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng họ không có kế hoạch hoặc ý định thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ghi nhận từ báo tin tức. Tờ Thời báo Tehran ngày 12 tháng 8 cho biết, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã chính thức bác bỏ các cáo buộc rằng nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Politico của Mỹ cho rằng các tài liệu liên quan đến chiến dịch tranh cử của Trump đã bị đánh cắp và gửi cho tờ báo này từ một tài khoản không xác định. Theo Bộ Ngoại giao Iran, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố khẳng định rằng báo thông tin của tờ Politico là không đáng tin cậy và không phản ánh đúng thực tế. Iran phủ nhận có bất kỳ ý định hoặc động lực nào để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tuyên bố của phái đoàn Iran nêu rõ, chúng tôi không coi tin tức này là đáng tin cậy vì chính phủ Iran không có cả ý định và động lực để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Thông tin từ tờ Politico cho biết, một tài khoản không xác định đã gửi email chứa các tài liệu nội bộ liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump cho họ. Bên cạnh đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng trích dẫn một tờ báo từ Microsoft hồi tháng 6 năm nay, trong đó nói rằng tin tặc liên quan đến Iran đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Báo cáo này nêu rõ, vụ xâm nhập được thực hiện thông qua thông tin đăng nhập email của một cựu cố vấn cấp cao. Trước đó, vào ngày 9 tháng 8, một phát ngôn viên của Microsoft tuyên bố rằng Iran đã tham gia vào các hoạt động nhằm can thiệp vào tiến trình bầu cử của Mỹ. Phái đoàn Iran đã phản hồi các cáo buộc này bằng cách nhấn mạnh rằng họ đang là nạn nhân của nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp quan trọng. Iran khẳng định năng lực mạng của nước này chủ yếu mang tính phòng thủ và tương ứng với các mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Ông Biden tiết lộ áp lực dẫn đến quyết định ngừng tranh cử. Tổng thống Biden thừa nhận đã chịu nhiều áp lực từ các thành viên đảng Dân Chủ khiến ông phải từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, ghi nhận từ báo VN Express. Hàng loạt thành viên đảng Dân Chủ cho rằng tôi sẽ gây tổn hại cho họ trong các cuộc bầu cử vào Hạ viện và Thượng viện Mỹ, Tổng thống Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn được CBS phát sóng hôm 11 tháng 8. Tổng thống Biden, 81 tuổi, ít xuất hiện sau khi tuyên bố từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên đại diện đảng Dân Chủ hôm 21 tháng 7. Đây là lần đầu tiên ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình kể từ thời điểm đó. Hé lộ chi tiết mới xoay quanh quyết định ngừng tranh cử, cuộc phỏng vấn dài khoảng 12 phút được ghi hình tại Nhà Trắng hồi tuần trước. Ông chủ Nhà Trắng thừa nhận thất bại trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump hồi giữa tháng 7, nhưng nhấn mạnh ông không có vấn đề nghiêm trọng nào về thể chất. Tuy nhiên, tuổi tác và sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden liên tục bị phe Cộng hòa công kích, khiến nhiều thành viên đảng Dân Chủ lo ngại về cơ hội tái đắc cử của họ ở Quốc hội nếu ông tiếp tục tranh cử. Tôi lo ngại rằng nếu mình vẫn tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, đó sẽ là chủ đề liên tục được đề cập, ông nói. Tổng thống Mỹ nói rằng ông từng dự kiến chỉ đảm nhận một nhiệm kỳ sau khi giành chiến thắng năm 2020, nhưng được thuyết phục chạy đua cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông Biden cũng đề cập cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một trong những tiếng nói ảnh hưởng nhất trong đảng Dân Chủ và được cho là góp phần thuyết phục ông dừng tranh cử. Tổng thống cho rằng các phát biểu của bà sẽ liên tục được nhắc đến trong những cuộc phỏng vấn nếu ông không từ bỏ cuộc đua, khiến công chúng không còn chú ý đến thông điệp tranh cử. Một trong những vấn đề then chốt với tôi là duy trì nền Dân Chủ Mỹ. Tôi có nghĩa vụ với đất nước là làm mọi thứ quan trọng nhất trong khả năng. Chúng ta phải đánh bại Donald Trump, ông nhấn mạnh. Tổng thống Biden bày tỏ tự hào về những thành tựu trong nhiệm kỳ như tạo việc làm, thu hút đầu tư và phục hồi kinh tế sau Covid-19, cam kết sẽ cố gắng hết sức để vận động phiếu bầu cho Phó Tổng thống Harris. Ông Biden cho biết, hoàn toàn không tin tưởng có thể chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho bà Harris nếu đối thủ Trump thất cử. Những gì Trump nói đều mang hàm ý sẽ xảy ra một cuộc tắm máu nếu ông ấy thua.
ông chủ Nhà Trắng nói và chỉ trích ứng viên đảng Cộng Hòa là mối nguy hiểm thật sự với an ninh của nước Mỹ. Trong cuộc vận động tranh cử hồi đầu năm, ông Biden thường xuyên nhắc lại việc người ủng hộ Trump đã gây bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1, 2021 sau khi ông đánh bại người tiền nhiệm trong bầu cử tổng thống 2020. Phát biểu trước người ủng hộ tại bang Ohio hồi tháng 3, ông Trump cam kết áp thuế 100% đối với ô tô sản xuất bên ngoài nước Mỹ, nhấn mạnh rằng chỉ khi ông đắc cử, ngành sản xuất ô tô trong nước mới được bảo vệ. Còn nếu tôi không trở thành tổng thống, sẽ có cuộc tắm máu cho ngành này nói riêng và toàn thể đất nước nói chung, ông nhấn mạnh. Tổng thống Biden thường xuyên dẫn lại bài phát biểu này của người tiền nhiệm, dù đảng Cộng Hòa cho biết cựu tổng thống chỉ đang nói về vấn đề nhập khẩu ô tô điện. Bộ đôi Trump và không tạo được sự hứng khởi như cặp bài trùng Harris-Watts, một trong những định hướng chính trong chiến lược và sách lược vận động tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đảng Dân Chủ, là tạo sự khác biệt rõ nét và sâu rộng trên mọi phương tiện, có thể đưa lại hiệu ứng vận động tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng Hòa. Mới đây nhất là chuyện bà Harris chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm ứng viên Phó Tổng thống. Ông Trump để đến tận khi diễn ra đại hội của đảng Cộng Hòa mới công bố danh tính phó tướng. Trong khi đó, bà Harris làm việc này gần 2 tuần trước ngày khai mạc đại hội của đảng Dân Chủ. Ông Trump, 79 tuổi, chọn ông J.D. Vance, mới 50 tuổi và lần đầu tiên tham gia thượng viện. Còn ông Walz ở độ tuổi 60, bà Harris, 59 tuổi, lại rất dày dặn kinh nghiệm chính trường, đã qua nhiều năm làm nghị sĩ và có 2 nhiệm kỳ làm thống đốc bang Minnesota. Ông Vance sẽ chỉ nghe lời ông Trump, trong khi ông Walz là đối tác và cộng sự, là sự bổ sung trong tầm quyền cho bà Harris. Bộ đôi Trump và không có được khả năng khiến cho chính trường và xã hội Mỹ trở nên hứng khởi, sôi động, thậm chí bị kích động như cặp bè trùng Harris-Walz. Chọn ông Walz làm phó tướng là quyết định nhân sự đầy tính thực tế của bà Harris. Bà cần duy trì sự đoàn kết thống nhất ở đảng Dân Chủ, và ông Walz là ứng viên không những không gây phân rẽ mà còn có khả năng củng cố nội bộ đảng. Những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo bang Minnesota của ông Walz bổ khuyết rất hữu dụng cho bà Harris, điều không thể có được ở cặp đôi Trump và ông Walz lại còn là người đầu tiên dùng tính từ khoa tạm dịch là lập dị để nhận xét về liên danh ứng viên đối thủ và khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Khoa hiện đã được đảng Dân Chủ vũ khí hóa rất hữu hiệu trong vận động tranh cử. Với quyết định chọn ông Walz làm phó tướng, bà Harris còn theo đuổi 3 mục đích nữa trong vận động tranh cử. Thứ nhất là tranh thủ diện cử tri là nông dân. Minnesota là một bang nông nghiệp và ông Walz đã gây dựng một uy danh là chính trị gia rất quan tâm đến lợi ích chính đảng của nông dân, rất coi trọng những vấn đề nổi cộm ở vùng nông thôn như phát triển nông nghiệp và nông thôn, y tế và giáo dục ở vùng nông thôn, công bằng xã hội và bảo vệ trẻ em, bảo vệ khí hậu trái đất và quyền của phụ nữ quyết định phá thai. Bà Harris cũng có cùng quan điểm trong các vấn đề này, nhưng ông Walz mới là người thật, việc thật, hiện thân cho thành quả cụ thể. Thứ hai, ông Walz là cầu nối giữa bà Harris với diện cử tri là người da trắng, là một phần công nhân không có bằng cấp đào tạo hàng lâm, là giao cắt giữa nông thôn và thành thị. Diện cử tri này vốn được ông Trump chinh phục khá dễ dàng hồi năm 2016 và 2020. Thứ ba, với sự đồng hành của ông Walz, bà Harris thay đổi mục tiêu chinh phục các bang chiến trường, đồng thời duy trì được phiếu bầu ở các bang xưa nay vẫn luôn bầu cho ứng viên đảng Dân Chủ như Minnesota. Ngoài ra, người ta còn thấy bà Harris và ông Walz chủ định không coi vận động tranh cử chỉ là cuộc khẩu chiến với phe ông Trump. Thay vào đó, họ rất coi trọng việc truyền tải và quảng bá cương lĩnh tranh cử. Trước bước tiến của bộ đôi đảng Dân Chủ, liên danh Trump và đang cố gắng giành lại thế chủ động, nhưng xem ra chưa tìm được đối sách thích hợp. Hai ứng viên Trump, Harris tăng tốc. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vận động tranh cử tại sự kiện có tới hơn 15.000 người tham dự ở thành phố Glendale, bang Arizona tối ngày 9 tháng 8 giờ địa phương. Ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ đang cùng phó tướng của mình là ông Minnesota Governor Tim Walz thực hiện chuyến vận động kéo dài một tuần qua 7 bang chiến địa. Trên đường đến Glendale, bà Harris nhận được sự ủng hộ của Lula Adelin, Ủy ban Hành động Chính trị cho tổ chức hoạt động vì người gốc Latin lâu đời nhất nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhóm này ra tuyên bố ủng hộ một ứng viên Tổng thống Mỹ.
cũng có mặt tại miền Tây nước Mỹ. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, tổ chức vận động tại Bozeman, bang Montana để ủng hộ ông Tim Scheer, ứng viên của Đảng Cộng hòa, tranh ghế thượng nghị sĩ đối với đối thủ John Tester của Đảng Dân chủ. Trong bài phát biểu dài gần 90 phút ở Bozeman hôm ngày 8 tháng 8, ông Trump một lần nữa tấn công cá nhân bà Harris. Trước những khiêu khích từ phía ông Trump, phó tướng quốc của bà Harris nói với đám đông ở Arizona rằng cách tốt hơn là đánh bại ông ta trên phiếu bầu. Bản thân nữ phó tổng thống khẳng định tòa án sẽ xử lý chuyện đó, chúng ta sẽ thắng vào tháng 11 tới. Đảng Dân Chủ đang hy vọng giành được hai bang miền Tây vốn rùng lắc giữa đảng này và đảng Cộng hòa, đó là Nevada và Arizona. Ông Joe Biden vượt qua ông Trump ở cả hai bang này trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng với khoảng cách rất khiêm tốn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!